Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh trưởng tín, công ty cổ phần FBF kết hợp với đoàn thanh niên địa phương vừa tổ chức chương trình Vui hội trang rằm tặng quà cho các cháu thiếu nhi và phân trường mầm non trường tiểu học tại xóm Hạ Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Đoàn đã trao tặng trên 50 phần quà trung thu cho các cháu thiếu nhi và tặng hai nhà trường một số vật dụng cần thiết. Cũng trong chương trình, đoàn đã phối hợp với trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Thần Sa tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề Hành trang cho em, đoàn đã trao tặng 4 phần quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên học giỏi và 31 phần quà gồm những nhu yếu phẩm phục vụ học tập và sinh hoạt cho các em học sinh đang ở nội trú tại trường, đồng thời tặng 45 bộ bàn ghế cho nhà trường.